Giữa lúc trang pháp Lan Ngọc Huyền Baby diện tương bừng với dàn chị đẹp, Lệ Quyên còn thái độ gì? Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu làm điều này ngay trong ngày đầu năm, mà kệ dàn chị đẹp tương bừng trình diễn gala Tết đẹp. Và tối ngày 11 tháng 2 nhằm mùng 2 Tết, dàn chị đẹp của chương trình Chị đẹp đào giá rẽ sóng đã tham gia chương trình Tết đẹp và trình diễn loạt ca khúc cực cháy. Nếu Huyền Baby Quỳnh Nga Lan Ngọc khoe dáng gợi cảm trong tiết mục hot hòn hot, thì trang pháp Linh Ni lại mang đến không khí vui tươi, dễ thương trong tiết mục Forever Orlando. Bên cạnh đó Mỹ Linh, Nguyên Hà Đoan Trang cũng thổi bùng sân khấu bằng tiết mục hát Xe lẫn mùa đương đại cực điều luyện Giữa lúc giàn chị đẹp hát mùa tưng bừng Khán giả thắc mắc lệ Quyên, Lâm Bảo Châu đang làm gì mà lại vắng mặt Đến cả cô em gái em Ly vướng hàng tá lùm xùm ẩm ý vẫn tham gia tiết đẹp để hát mùa cùng đồng nghiệp Lý ra gì lệ Quyên im hơi lặng tiếng Cùng thời điểm tiết đẹp rục rịch lên sóng Lệ Quyên chia sẻ hình ảnh cùng Lâm Bảo Châu về Hà Nội Đoàn tết với gia đình Nữ hoàng phòng trà không nhắc đến bất cứ thông tin nào liên quan đến chị đẹp đạp gió dễ sóng. Khi có khán giả và Facebook nhắc lệ quyên cần cẩn trọng với showbiz ồn ào phức tạp, nữ ca sĩ chỉ lặng lẽ thả tim. Ở bài đăng khác khi khán giả hỏi lệ quyên có biết thông tin, Mỹ Linh nên tiếng binh vực cô trên truyền thông hay chưa, nữ ca sĩ thả biểu cảm, cảm xúc bất ngờ. Trước đó, Lệ Quyên nói rằng cô vụn vỡ và cảm thấy bị tổn thương khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió sẽ sóng. Lệ Quyên nói rằng cô không có kinh nghiệm với truyền hình thực tế. Trên sóng truyền hình, Lệ Quyên từng chia sẻ, Trước đó tôi không hề biết Emily nhưng đến giờ phút này tôi là người đi với Emily nhiều nhất trong chương trình. Tôi là người non trẻ trong việc tham gia truyền hình thực tế, không lường trước được những điều sẽ xảy đến với mình nhưng không phải sẽ ảnh hưởng xấu đến mình. Tôi muốn nói với Emily rằng em cứ đáng yêu, cứ là em như thế thôi thì cuộc đời này sẽ đền bù cho em những gì em phải thử thách suốt cả một thời thơ ấu của mình. Mọi thứ đều có an bài nhất, em cứ bình thản và bước đi.